bạn để liên tục theo dõi các video bài giảng của mình thì các bạn có thể vào trang YouTube để tìm cái từ khóa robot cho mọi người. Sau đó thì mình ấn subscribe hoặc ấn đăng ký để liên tục theo dõi các video mới nhất và cập nhật nhất của mình hướng dẫn về công nghệ robot. Ngoài ra thì để mua linh kiện robot thì các bạn có thể vào trang web linhkienrobotics.com. Ở đây thì có rất nhiều các mẫu robot các bạn có thể nghiên cứu để xem và để học tập. Ngoài ra thì mình cũng có cấp mã giảm giá khóa học và cũng có cái khóa học tại đây. Các bạn có thể vào tham khảo. Chào các bạn đã tới với video này. Ở video này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái việc là mình sử dụng Arduino của chúng ta để trở thành một publisher và một subscriber trong cái giao thức MQTT. Ở video trước thì mình có nói qua về phần lý thuyết là MQTT là gì và mình cũng thực hành là sử dụng MQTT FX để gửi tín hiệu, để gửi các cái bản tin, các cái thông tin nó gọi là bản tin nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ phân tích code Arduino. Nhưng mà trước tiên thì mình sẽ vào website là cloudmqtt.com. Ở đây thì mình vào Control Panel. Mình sẽ login với cái tài khoản của mình. Ok. Dừng lại với video trước thì mình có dừng lại ở cái bài giảng MQTT là cái plan, là cái kế hoạch này. Ok, bây giờ mình sẽ phân tích code Arduino. Ở đây thì đầu tiên á là các bạn sẽ có include thư viện. Các bạn, là cái code mẫu này là mình lấy ở trang Civila của anh Đỗ Trung Hiếu. Ok, đại khái đây là một bot trong IoT, các bạn cứ nghĩ vậy đi. Và mình có sử dụng code mẫu này nhưng mà mình làm một cái bản hướng dẫn nó dễ hiểu hơn. Đây không phải là code do mình tự viết ra nha. Mình làm một cái bản hướng dẫn dễ hiểu hơn để hy vọng là mọi người có thể hiểu và thực hành dễ hơn với cái code mẫu này. Code mẫu thì bây giờ mình sẽ đăng tải lên website của mình. Website thì các bạn sẽ nhìn ở góc màn hình nha. Mình sẽ để đây. Ok. Ok, mình sẽ bắt đầu ngay. Đầu tiên là mình add vào include một cái thư viện là ESP8266wifi.h. Cái thư viện này là khi các bạn setup cho ESP8266 thì nó đã có rồi. Tiếp theo thì mình còn có một thêm thư viện ngoài là popsubclient.h. Thì cái thư viện này mình để cái đường link thư viện ở đây nha. Ok, các bạn nhìn thấy rồi chứ. Thì mình sẽ tải về và add thêm thư viện này vào. Tiếp theo thì mình có include một cái thư viện là string. Cái này không cần phải, cũng là thư viện trong, không cần phải add thêm vào. Ok, tiếp theo thì có một số cái khái niệm ở đây nó sẽ được định nghĩa để sau này nó lấy luôn để mà đưa vào này. Một là tên mạng wifi. Yes. Thì ví dụ như là wifi của mình, cái này là P424KB18 nha. P424B18K. Thì đây mình sẽ điền P424B18K vào đây. Còn đây là password, là sẽ là pass mạng wifi nha các bạn. Tiếp theo là MQTT server, thì ở đây mình sẽ so sánh từng giá trị một nha. MQTT server thì mình sẽ lấy cái này này. Đấy. Ok. Topic thì ở cái thực hành, ở cái ví dụ thực hành hôm trước thì chúng ta đã có làm về topic 2. Đây, topic 2 ở đây. Mình đã hướng dẫn các bạn tạo ra topic như thế nào. Nó ở đây. Rồi. Thì các bạn có thể là chọn cái topic mà các bạn là publisher và subscriber là cùng topic 2, hoặc tạo ra một topic khác để mà mình nhận tín hiệu từ một cái topic và mình gửi tín hiệu vào một cái topic khác. Ok, tiếp theo là MQTT user. Thì như các bạn đã biết thì user thì nó nằm ở đây. Các bạn có nhìn thấy ở đây không ạ? Đây. Thì mình copy cái này và mình đẩy vào đây. Password. Đây. Thì password đấy, ứng với nó là đây, các bạn cũng copy cái này thôi, xong cho vào password. Đó là phần định nghĩa nha. Còn port đấy, port thì nó là cái này. Các bạn copy cái này, rồi đẩy con số này vào đây. Ok, bây giờ thì mình sẽ giải nghĩa thêm cái lệnh tiếp theo là mình khai báo một cái biến kiểu chuỗi ký tự. Xong rồi tạm thời thì nó chưa là gì cả. Ok, tiếp theo mình tạo một cái đối tượng khách là ESP Client. Đấy. Một đối tượng kiểu có cái thuộc cái lớp Wi-Fi Client và nó là ESP Client. Sau đó thì ở đây mình tạo ra một cái biến là khai báo là một cái client này là có thuộc tính của PubSub Client. Đó là theo mình hiểu như vậy. Đôi khi con lệnh ở đây nó hơi mờ khiến mình cũng cần một số sự hỗ trợ giải thích thêm của các bạn nha. Tiếp theo đó thì mình khai báo một biến kiểu long là last message. Cái này là nó sẽ là cái biến mà dùng để đánh dấu thời gian cuối cùng mà cái tin nhắn cuối cùng được gửi đến. Tiếp theo thì sẽ có một biến kiểu char nhưng mà là
biến biến mảng là chuỗi ký tự, thì MS là đại diện cho message. OK là cái tin nhắn á, là ở đây gọi là bản tin. Value ở đây value bằng 0. Rồi tiếp theo đó thì mình CR begin là cho 115.200. Thì mình dùng hàm setup wifi, thì cái hàm setup wifi được viết ở dưới này. Thì đây có delay này, delay 10, xong rồi bắt đầu mới serial pre là connecting to, xong rồi mình dùng một lệnh là wifi begin ssd với password đấy. Xong mà khi mà cái này mà chưa connect được thì nó là in là dấu chấm. Cái này có vẻ các bạn mà đã làm với một số bài đã thấy là nó cũng khá quen thuộc. Sau đó thì wifi connect to ip address và in ra đây là cái ip, địa chỉ ip của cái wifi đó, là của cái con Wemos D1 mà mình sử dụng. À xin mở ngoặc với các bạn thêm là cái Wemos D1 của mình á, thì nó mình đang sử dụng thì nó đang được cắm vào máy tính nha. Rồi OK, tiếp theo giải thích code tiếp này. Tiếp theo là cái client mà mình vừa mới tạo ra ở trên này này. Đấy. Thì dùng là set server, tức là biến nó thành một cái MQTT server. Đại khái là như kiểu là mình kết nối nó vào cái MQTT server ấy, là cái của trang cloud.mqtt đó nha. Rồi tiếp theo đó thì mình client set callback, thì cô lệnh này mình hoàn toàn là không hiểu, thật sự là mình không hiểu. OK, tí nữa thì mình cũng thấy cái hàm callback ở dưới đó, nhưng mà mình cũng không hiểu là ở đây thì nó áp dụng vào như thế nào. OK, rồi tiếp theo mình sẽ giải thích một số cái hàm đây. Callback thì ở đây, đọc callback ở đây thì mình cũng hiểu sơ sơ là đây có các cái tham số kiểu topic này, đều là các cái tham số này đều là con trỏ cả, payload này. Rồi độ dài là một cái biến kiểu số nguyên mà không có dấu. Không có dấu tức là không có dương và âm á, chỉ có dương thôi. OK, đầu tiên là nó in ra là message arrive, sau đó thì nó serial print in ra là cái topic. Đấy, cái topic được in ra đầu tiên nha. Sau đó thì nó serial print một cái lần nữa thì nó sẽ ra là một cái mở đóng ngoặc. Đấy, tức là message arrive của cái topic. Ví dụ mình là topic 2 á. Đấy thì có mở ngoặc đóng ngoặc. Sau đó thì nó in ra là for i bằng i cho đến độ dài, hết độ dài của cái tín hiệu, của cái message, của cái bản tin được gửi xuống. Thì bản tin được gửi xuống là có những cái chữ gì thì nó sẽ quét từ đầu đến cuối. Ví dụ như là bản tin gửi xuống là A, B, C thì khi mà i bằng 0 thì nó sẽ in ra A, i bằng 1 thì nó sẽ in ra B, i bằng 2 thì nó sẽ in ra C, thì đại khái nó sẽ in ra cả cụm A, B, C. Đấy, rồi. Sau đó thì mình dùng lệnh serial print là để xuống dòng. OK, giải thích tiếp nhá. Ở đây là đến một cái hàm nữa là reconnect. Các bạn nhớ là trong Arduino là chỉ có ở trong voice setup là ở đây là nó là quan trọng này. Còn các cái kia là mình khi nào là những cái hàm được viết ra thôi. Còn khi nào nó được gọi thì mình mới dùng. Thế nên ở đây là mình chỉ giải nghĩa các cái hàm thôi. Ở đây là có cái hàm reconnect là có nghĩa là đây là mình sẽ giải thích là nếu mà cái này chưa kết nối này thì sẽ in ra dòng là kiểu chấm chấm attempting connection này. Đấy. Còn nếu mà kết nối đúng thì nó sẽ in ra cái dòng là đã kết nối này, connected này. Đấy, ở đây mình có ghi cả cái chú thích tiếng Việt cho các bạn để các bạn dễ hiểu hơn nhé. Sau đó client.public rồi mqtt topic pop, đây là cái topic mà cái Wemos D1 của mình nó đăng ký là publisher, là cái bên xuất bản ra bản tin á. Rồi sau đó thì ở đây nó có cái tham số thứ hai là SB reconnected, thì nó gửi lên cái broker là SB reconnected. Tức là nha, cái lệnh này là cái lệnh mà gửi public, gửi cái tín hiệu lên broker á. Và đây topic thì ở đây, còn đây là cái tín hiệu gửi lên thì là đang cố gắng kết nối lại, không thì nó sẽ gửi là SB reconnected. Đấy. Rồi tiếp theo là client subscribe thì nó sẽ là đăng ký, nó sẽ là như kiểu là hóng tin từ cái topic mà nó subscribe này. Đấy. Rồi. Sorry các bạn, ở đây mình phải có cái dấu sược sược thì nó mới đúng. Đây là chú thích mà. Rồi, còn nếu mà đây là việc cố gắng connect nhỉ, nếu kết nối được thì nó sẽ làm này. Còn nếu mà không kết nối được thì nó sẽ ghi là fails. Fail ACRC bằng, xong rồi nó sẽ ghi là trạng thái của cái client nó là như nào. Sau đó thì nó print là try again in 5 seconds. Rồi sau đó nó delay 5 giây.
trước khi cố gắng lại một lần nữa. Rồi ok, đó là ý nghĩa của các hàm. Bây giờ mình lại tiếp tục xem ở trong void loop thì cái con virus demo nó làm gì nha. Cái việc này là lặp đi lặp lại đó. Đầu tiên là ở trong lệnh if thì nó sẽ đưa ra một điều kiện là client connected nhưng mà có dấu chấm than, tức là nếu mà không connected thì nó cứ chạy reconnect, nó chạy liên tục như vậy luôn. Ok rồi, client loop. Cái này thật ra là mình cũng không hiểu client loop nó có nghĩa là gì đâu. Các bạn có gì giải thích giúp cho mình nhé. Mình không hiểu cái câu lệnh client loop này là gì, các bạn hãy giải thích giúp mình ở phần comment. Ok ok, tiếp theo là ở đây là mình có một cái lệnh là gán thời gian bây giờ là millis. Tức là mình có một cái biến nhé, kiểu now kiểu long là kiểu số nguyên, đại khái là một kiểu, một trong những kiểu số nguyên của máy tính. Nó là kiểu now thì nó sẽ gán đúng cái thời gian mà nó đo được. Millis là cái hàm mà nó đo mà nó trả giá trị là cái thời gian từ cái lúc hoạt động của Arduino ấy. Đấy, đại khái như này, nếu mà now trừ last bằng 2000, tức là last là cái tín hiệu cuối cùng, tức là nó ghi lại cái thời gian cuối cùng mà có cái tín hiệu được gửi á, thì now là bây giờ, mà bây giờ trừ cuối cùng mà bằng 2000, tức là cứ trôi được 2 giây thì bây giờ cái last message lại bằng now, sau đó thì giá trị được cộng lên 1. Đấy, tức là có một cái biến value nó được cộng lên 1. Sau đó thì giải nghĩa tiếp này, ở cái lệnh snprintf này thì ở đây nó có nghĩa là gì? Gán giá trị của biến mảng msg. Các bạn còn nhớ cái biến mảng mà được khai báo ở trên đầu không ạ? Cái biến mảng này nó là cái bản tin. Thế nên là đây rồi. Đây là kích thước ở tiếng cái ngôn ngữ, cái cách gọi của nó là buffer size. Ok, tiếp theo là nó in ra đây, cái đầu tiên là hello world và nó để thăng, xong có cái phần trăm này, ld này, thì là cái giá trị của cái value nó sẽ bắn vào đây, đấy. Thì đại khái là message nó sẽ được chuyển hóa thành hello world xong rồi cộng với value. Ok, tiếp theo đó là nó có dùng một lệnh là serial print public message, tức là nó sẽ in ra cái chữ public message rồi sau đó nó sẽ in ra cái tín hiệu mà nó gửi đi là msg này, rồi sau đó cuối cùng nó mới gửi đi bằng lệnh client public. Đấy, mà quy tụ lúc nãy thì mình cũng có giải thích cái lệnh client public này rồi đúng không ạ, là nó đẩy lên broker là cái cloud mqtt đó. Ok, có vẻ hơi dài dòng một chút, và bây giờ thì mình sẽ, tại vì cái này nha là mình mới điền thông tin nhưng mà mình không để tên mạng nhà mình, lý do bảo mật, thế nên là ok là mình sẽ quay trở lại cái đúng là cái cốt chuẩn mà mình nạp được vào cái Arduino của mình. Cái này nó chỉ khác cái là mình đã điền mạng nhà mình chuẩn mà thôi. Nói chung là mình tin học mà thì nó cũng phải giữ bảo mật thông tin, nó là cũng quan trọng. Ok, để mình check qua một chút, lúc nãy mình có một cái chỗ nào đấy, đây cái chỗ và lại hóng tin từ broker này, cái chỗ này thì mình chưa có đánh comment thì bây giờ mình phải đánh lại comment. Rồi sau đó mình chỉnh vào tool port, ở đây mình chỉnh là có 18 port thì các bạn nhớ chọn nha, nốt MCU 1.0. ok, mình sẽ nạp cái code này vào con Wemos D1 của mình. Ok, như vậy là mình đã upload xong. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy này, mình sẽ bật cái này lên nhá, thì nó có cái public message là hello world. Đấy, các bạn có nhớ cái, đây mình sẽ giải thích luôn cái lệnh mà snprintf này, đấy hello world. Còn cái giá trị sau là cái số đếm á, sau dấu thăng là số đếm. Đấy, như này, message arrive, thì cái vấn đề của cái message arrive là nó, để xem nào, public message, ok, ở đây này, cái message arrive thì theo mình nghĩ là nó đã bị ảnh hưởng của cái lệnh ở trên này, là của cái client loop. Nếu mà mình không nhầm thì cái client loop này nó sẽ gây ra message arrive, nhưng mà tức là
Tức là khi mà có tín hiệu đến thì sẽ có một cái nó cụm lệnh nào đó hiển thị cái tín hiệu đến này, nhưng mà mình vẫn chưa tìm ra được. Xin lỗi các bạn nha, mình không thạo được cái code này lắm, nhưng mà client loop ở đây khả năng cao có thể đây là một hàm được viết sẵn ở trong reconnect, thì nó cũng tức là khi mà các bạn reconnect xong á thì nó có thể là khi mà ở trong reconnect này này thì ở trong reconnect thì mình thấy cái này nó rõ ràng hơn, theo mình đoán là như vậy. Thì ở đây nó có một cái là MQTT topic sub và lại hóng tin từ broker. Nhưng mà theo mình nghĩ không phải, bởi vì nếu mà nó chạy cả cái reconnect thì nó phải chạy cả cái SV reconnect này. Ok, bây giờ mình sẽ thử thử nha. Là mình ấn reset cái Wemos D1 này. Thì ở đây nó sẽ bắt đầu là connecting vào cái mạng nhà mình. Đấy, Wi-Fi connect IP address này 192.168.1.2 này. Sau đó thì đấy nó sẽ có những cái việc này. Ok. Rồi, tiếp theo đó thì mình lên cái cloud này để mình xem cái hiện tượng. Thì ở đây, đây là cloud của mình. Đây, các bạn có nhìn thấy không ạ? Các cái topic đang lần lượt được gửi về. À không, xin lỗi các bạn, các cái message đang lần lượt được gửi về topic 2, và nó sẽ hiện lên như thế này. Ok, đại khái thì các bạn cũng đã hiểu sơ sơ là mình có thể dùng con Wemos D1 của mình trở thành một publisher và cũng là một subscriber luôn, và các bạn có thể nhìn thấy là nó đang public cái gì ra đây. Đây là cái tín hiệu nhận được. Bây giờ nha, mình lại gửi lấy cái máy tính của mình gửi vào topic 2 một cái tín hiệu, ví dụ như là 123. Ok, mình send. Send xong thì ở đây mình nhìn thấy có 123 không? Đây, 123 được gửi về đây. Đấy, tức là ở cái con mẫu này nó sẽ giúp cho các bạn mà vừa subscribe, vừa tức là vừa hứng tin và vừa public là vừa phát tin. Ok, đại khái là video này nó là như thế. Vậy là các bạn đã bắt đầu có thể gửi tín hiệu từ cái con Wemos D1 của mình đi đến một broker, sau đó thì từ broker phân phát lại những cái thiết bị thu phát khác nhau. Ok, video này đến đây là hết. Chúc các bạn làm robot thật vui và có nhiều fan mình sáng chế trong tương lai. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Like, subscribe, comment, thiết bị là robot và các bạn tìm hiểu robot.